Ở xa là ai nhìn thấy? Ở xa quá không phóng sao được gần. Đi mình tìm gì ở xa đi mà gần. Không ai nói gì à? Mic hỏng sao nhở? Đang nghĩ soát nó nói ngọt thế. Đúng đúng giọng YouTuber nhở mọi người ạ. Cổ tát á, tát với mi á, không biết đâu. Nói chung là một cảm giác rất là mới và rất là vui nữa. Rồi thì anh là... Hôn đi với nhiều người theo dõi. Đúng thật. Mắt lên nhìn tim giật giật.